Rồi, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh bán hàng chợ Nhật Bãi. Hôm nay clip mã số 36 xin gửi đến anh em một số mặt hàng vừa dao rừng, vừa rìu, vừa đồ nghề, tất cả mọi thứ nói chung rất đa dạng nha. Đấy thì cũng như mọi khi xin thông qua một số vấn đề. Thứ nhất, tất cả những cái mã sản phẩm nào còn mình sẽ cập nhật trên tiêu đề của clip nha. Thì anh em cứ căn cứ vào đó để mình điện thoại hoặc là mình nhắn tin hay gì đó. Rồi thì số điện thoại mình có để trên tiêu đề nha, anh em chốt mã nào vui lòng cứ nhắn tin hoặc điện thoại về số điện thoại mình có để trên tiêu đề clip. Rồi thì clip hôm nay thì anh em cứ mua hai mã hoặc là chuyển khoản đều được bao ship nha anh em. Đó, mua hai mã hoặc là chuyển khoản đều được bao ship. Rồi, cảm ơn tất cả anh em. Rồi, đầu tiên vô mã số 1 nha. Mã số 1 đó là một cây búa của hãng Đốc Du. Cây này thì nó là thuộc size size vừa tay để cho anh em gõ đinh. Đó, thì tình trạng của cây này gần như là họ chưa xài nha. Đó, họ chưa xài cho nên thành thử ra là tất cả mọi thứ anh em nhìn thấy nó còn đây. Đây, Đốc Du Make in Japan nha, Đốc Du Make in Japan. Cán của nó phần cao su nha, cán phần cao su nhưng mà còn rất đẹp. Đây, cán phần cao su nó còn đẹp nguyên nha. Đấy, Make in Japan. Đấy, Make in Japan phía sau này. Đó, Make in Japan phía sau nha. Đó, của hãng Đốc Du. Đó, cái búa này thì nó ngắn, nó thuộc size ngắn cho anh em cầm gõ đinh, đóng đinh thì rất là chuẩn nha. Đóng đinh rất là chuẩn. Đầu ở đây. Đó, anh em nhìn thấy không? Đầu nó vẫn còn đẹp. Rồi, cây này thì nó nặng là 500 gram nha. Đó, Đốc Du Made in Japan, số series của nó là 2309, tức là cái tiêu chuẩn về kiểm soát chất lượng nha. Đấy. Đó. Rồi, cây này 500 gram, nặng 500 gram nha, cầm rất vừa tay. Mã số 1, 36-1, 250 nha. Một cây búa Đốc Du còn rất mới. 36-2. 36-2 đó là một cây búa của hãng Vetsel. Vetsel nha. Đấy, cái búa này là dạng búa nhựa cho anh em gõ vào những cái chi tiết cơ khí. Thí dụ như anh em gõ vào máy móc về thiết bị gì đó nó sẽ không để lại những cái dấu cấn trên bề mặt nha. Đó, còn anh em gõ búa sắt thì nó sẽ để lại những cái vết xước trên bề mặt rất là xấu sản phẩm của mình nha. Đó, một cây búa Vetsel anh em nhìn thấy tình trạng rất đẹp nha, hai đầu nè. Đó, hai đầu gần như mới có xài một vài lần thôi. Đấy, của hãng Vetsel nha. Cây búa này nặng là 400 gram nha, 400 gram. Đấy, 400 gram một cây búa. Hai đầu rất đẹp nha. Rồi, cái này thì mình bán giá là 220 nha. Mã số của nó là 36-2, một cây búa Vetsel. 36-3, đó là một cây búa của hãng Bakuma, một cây búa của hãng Bakuma. Đây cho anh em xem đầu nha. Đầu ở đây, phần nhổ đinh nè. Đấy. Phần thép carbon không bị rỉ nha, không bị chóc xi. Đó. Phần cao su thì anh em nhìn thấy nó không có bị cấn rách gì nha. Đó, không bị cấn rách, rất đẹp. Đó, Make in Japan nha. Đó, Make in Japan Bakuma. Đấy. Đây, nó có hơi xước nhẹ tí xíu ở dưới đầu, ở dưới đuôi cán nha. Nó hàng bãi nó về ạ. Đó, còn lại là ok hết. Cây búa này thuộc size lớn nha. Size nó khá lớn, 650 gram. Một cây búa gần như cũng còn khá là hoàn thiện nha. Khá hoàn là ghé còn... gọi là nó cũng không có bị quá xấu. Đó. 30 hàng 36-3 250 nha. Đó, một cây búa cho anh em thợ hồ. 36-4 đó là một cây búa này thì mình thanh lý luôn nha. Cây búa này bán giá chỉ có 130.000 thôi. Đó, 130.000 thôi nha, một cây búa. Đây, nó có logo hai đầu nha. Đó, logo hai đầu. À, cái búa này thì cái thiết kế cái cán của nó cũng khá là ngộ nghĩnh nha. Đó, tem nhãn trên đây vẫn còn, một số chỗ vẫn còn nha. Đó. Rồi, cái này thì mình bán giá là 130.000 nha, 130.000 thôi. Cái này thì cộng ship nha chứ không bao giờ bao ship được. Đó. 130.000 mã số 4. Rồi, mã số 5, mã số 5 đó là một cây búa khắc hình con cọp. Một cây búa khắc hình con cọp nha. Đấy, thì cây búa này nó nặng là 500 gram nha. Cái cán của nó thì họ làm cái kiểu này. Mình không hiểu cái cả kiểu cán của nó mục đích gì. Có thể là nó sẽ cầm kiểu này để cho nó thuận tay để anh em gõ xuống nha. Nó gõ đầu này nhiều hơn. Đó. Cây búa này thì nó nặng là 500 gram nha. Đó, hai mặt đây. Hai đầu búa đây. Đó. Đầu này là đầu phẳng, đầu này là hơi cong một tí xíu nha. Đó,
một cây búa khắc hình con cọp. Cái mắt con cọp thì nó có chêm đồng vô nha, nó có chêm đồng vô nè, đó một tí xíu đồng. Rồi cái này bán giá 400 nha, mã số của nó là 36/5. Rồi 36/6. 36/6 đó là một cây búa của Mỹ còn rất đẹp nha, thép của nó là thép không gỉ. Cái này thì cho anh em thích hợp cho anh em nào làm bên ngành ngành bạc á nha, bên ngành bạc. Cây búa cán của nó là bằng sợi thủy tinh nha, cán của nó bằng sợi thủy tinh. Và cái nhựa ở sau này nó làm bằng nhựa trong mà nó có đổ kim tuyến bên trong nha, nhìn nó rất tinh xảo. Đó. Cán búa trên đây cũng được cho em y chang như vậy nha. Đấy. Đây cây búa này nè, Made in nói chung là hàng của Mỹ nha. Đó, USA này. Đó. Nguyên thông tin ở trên đây vẫn còn rất là rõ nha. Đó thì tình trạng cái cây búa này thì cầm nó cũng còn khá đẹp nha. Đấy, còn khá đẹp. Đó, cây búa này nặng 300 gram nha. Cây búa này thì dành cho anh em thợ bạc thì phải. Đó, còn rất đẹp, cán cao su, nói chung là phần sợi thủy tinh thì nó không có bị bể nha. Đó. Nhựa bị không bị bể. Rồi cái này bán giá 400 nha, mã số 6. Mã số 7. Mã số 7 đó là một cây kìm Root River. Cây này là của hãng Taiyo. Hãng này rất lớn nha. Hãng này thì đây, hãng Taiyo Made in Japan ha. Cái hãng này thì nó sản xuất máy rất là lớn nha. Thí dụ như bên cái máy bên ngành cơ khí mà gọi là bên những cái hãng máy lớn sản xuất giống như là dây chuyền sản xuất á ha, nên chứ nó không có gọi là ba cái máy mà thí dụ như là máy phay máy đồ, không phải cái đó mà gọi là dây chuyền sản xuất đó, nó sản chuyên sản xuất dây chuyền sản xuất của hãng Taiyo nha. Đó, nếu mà anh em nào là bên đã từng làm công ty hoặc cái gì đó mua bán thiết bị máy móc thì có thể biết cái hãng này, cái công ty này nè. Đó, thì cái cây kềm này thì còn rất đẹp nha. Đó, nó chỉ bị cấn, nó bị hơi chóc xi xéo sơn nhẹ một tí xíu bên ngoài thôi. À, còn cái phần cao su là phần nhựa ở dưới đây vẫn còn rất đẹp. Đó, và trong đây nó còn nguyên cái đầu mở cho anh em nha, cái đầu để mở cái đầu Root River này này. Đấy, nó vẫn còn nguyên nha. Đó, tem nhãn thì anh em nhìn thấy vẫn còn đẹp. Đó. Một cây kìm Root River. Đó, thì cái đầu của nó này. Nó rút được đầu này. À, 3.2, 2.4, 4. Đó, và 4.8 nha. Đó, toàn những cái đầu thông dụng. Đó. Một cái kềm Root River còn rất đẹp. Đó, đây là cái phần khóa của nó là nè. Đó, phần khóa của nó ha. Rồi, cây này thì bán giá 350 nha, mã số 7. Mã số 8 là một cây kềm chết của Vigrip Mỹ USA nha. Đó, cây kềm này thì nó là pin, nó chuyên kẹp những cái pin dạng phẳng nha. Đó, nhìn em nhìn thấy không? Cái răng của nó là răng dạng răng phẳng. Đó, chuyên kẹp những cái pin dạng phẳng. Đó. Thép của nó là bằng thép hàm lượng chrome cao nha, cho nên cây kềm, những cái cây kềm Mỹ đời Rope Vigrip của Mỹ thì nói chung là cái chất thép nó rất là cứng nha. Anh em xài thì nó bền bỉ. Đấy, răng của nó là anh em. Đấy, răng của nó rất đẹp nha. Đấy. Cái răng bên trong này. Hàng bãi về thì chủ yếu là mấy cái kềm này thì những cái nước xi của nó dễ bị oxy hóa nha. Tại vì thời tiết mình bảo quản không được kỹ thì đa phần nó bị cái tình trạng đó thôi. Còn lại răng của nó thường rất đẹp. Đấy. Rồi cây này bán giá 350 nha. Mã số của nó là mã số 8. Mã số 8 nha. 36/8. Đấy. 36/8. Cây này thì nó dài... nó dài tầm 18.5 cm nha, 18.5 cm, một cây kìm Vigrip của Mỹ. Rồi tiếp theo cũng là một cây kìm Vigrip của Mỹ, nhưng mà cây kìm này thì nó cho lại kẹp bên dạng tròn nha, bên dạng nói chung là nó hơi bầu một tí xíu ha, nó vừa tròn mà nó vừa dẹp đó, nó bán kiểu gì đó. Rồi cây này thì tình trạng nó cũng dài như tầm 18.5 luôn nha. Đó, một cây kìm Vigrip của Mỹ nha. Đấy. Đây, cho anh em xem răng nha. Đó, cây này thì nó bị dính một cái dấu chấm hàn nhẹ ngay đây nha. Nó bị dính một cái dấu chấm hàn nhẹ ngay đây thôi. Đấy.
nó không ảnh hưởng quá nhiều nha, nó chỉ dính mép ngoài tí xíu thôi nha. Đó anh em thấy không? Đó, còn lại là ok nha. Rồi cái này bán giá 350, mã số 36-9 nha. 36-9. Đó. 36-10. 36-10 đó là một cây kềm của Victor, mà cái dòng này là đời dòng cao cấp và nó có rất nhiều chức năng. Thí dụ như là anh em bấm cốt nè. Đó, đuôi có thể bấm cốt được, ở trên đây cắt được nha. Rồi bên đây anh em có thể kẹp được ốc được nha, kẹp ốc tròn nè, kẹp pu lông nè. Đó, rồi anh em có thể kẹp pin dạng phẳng nha. Đấy. Và cái lưỡi của nó thì anh em thấy nói chung là mình cắt dây điện là nó không có bị vướng lại luôn đấy nha. Mình cắt dây điện là không có bị vướng lại. Đó, cái đời Victor này anh em có thể lên tìm cái mã sản phẩm của nó và biết được cái giá thành của nó nha. Victor 265BK KB 225 nha. Đấy, thì cái cây kềm này thì nó dài là 22.5 cm. Đó, một cái size kềm khá lớn nha, khá dài. Đó. Và tình trạng của nó thì anh em thấy nó cũng nói chung là lưỡi cắt còn đẹp nha. Lưỡi cắt của nó thì cắt ngọt ngào lắm. Mình đã test rồi nha. Đó, răng bên trong nè. Đó, răng bên trong nha. Ở đây nó có thêm một cái chức năng gọi là tốt dây điện đó này nè. Đó anh em nhìn thấy tốt dây điện nè. Đó, nó tốt dây điện, có một cái lỗ để anh em tốt dây điện ở đây nữa nè. Đó thấy không? Rồi cái này bán giá 300 nha, mã số 10. Cây kềm này rất khó kiếm nha, dòng cao cấp. Rồi mã số 11. Mã số 11 là một cây kềm của Mỹ nha. Cây kềm của Mỹ. Chiều dài của nó thì cũng là 22 cm nha. Đó thì cái cây kềm này thì đây thông tin của nó trên đây có hết nha. Đó, Made in USA, chữ MMM trên đây đọc rất nhiều nha. Cây kềm này thì nó bị một cái lỗi, đó là nó bị mẻ nha. Nó bị mẻ một cái lỗ nhỏ ngay đây. Nhưng mà nói chung là chức năng của nó hoạt động thì anh em nhìn thấy anh em tránh cái chỗ đó ra thôi, còn không là tận dụng cái chỗ đó để làm tốt dây điện luôn cũng được nha. Đó, nói chung nó cũng rất là tiện lợi thôi. Đó, nhưng mà cái cây kềm này do nó bị lỗi cho nên mình bán giá thì nó cũng bị giống như kiểu như là mình cũng ấy cho anh em luôn ha. Đó, răng còn rất đẹp nha. Đó, răng rất đẹp. Đó. Đó, hàng của Mỹ nha. Rồi, cây này bán giá là 250 thôi. Mã số 11, 36-11 nha. 36-12, cây kềm này cực kỳ khó kiếm ở hàng bãi nha. Mà anh em mua mới thì giá nó mắc lắm. À, cây kềm này của Engineer, nói chung là hàng của Engineer, mà về kềm, về nói chung là sản phẩm của Engineer thì anh em xài xong anh em sẽ cảm nhận được là độ bền bỉ cũng như là cái tính năng của nó nha. Đó thì cái cây này thì nó có thể kẹp được ốc chết nha, ốc tuôn đầu này, rồi nó kẹp phẳng này, đó nó kẹp dọc này. Đó, cây này rất là khó kiếm nha anh em, mà hàng bãi về mà kiếm được cây kềm nào mà nó giống như vậy mà mới được như vậy khó lắm anh em. Đó, anh em nhìn thấy không? Của Engineer nha. Đây, thông tin ở trên đây nè. Engineer nè. Đó. Neji. Đó. Made in Japan ha. Đó, Made in Japan. Đó, cái kềm này nói chung là thiếu, chắc mình nghĩ nó thiếu mỗi cái vỏ thôi. Nha. Chứ nó còn rất đẹp. Đó, từ cái vỏ nhựa cho đến mọi thứ nha. Cây kềm này rất khó kiếm. Đó. Em có thể kẹp được nhiều bên ngành gỗ, ngành cơ khí, ngành gì xài cũng được. Đó. Đó, cây này anh em mua sưu tầm cũng ok nha, tại vì nói chung hàng này khó kiếm. Rồi cái này bán giá 550 nha, mã số của nó là 36-12, một cây kềm của Engineer. Đó. Mã số 36-12. 36-13 đó là một cây kềm điện, cây kềm này còn rất đẹp nha. Đó, cây kềm này thì còn rất đẹp, anh em nhìn thấy có rất nhiều chức năng ở trên đây nha. Đó, bấm cốt nè, bấm cốt nhiều lỗ nè. Đó, bấm cốt nhiều lỗ nè. Và anh em nhìn thấy không, nó có một cái đầu tốt dây điện rất đẹp nha. Đó, vùng thép tôi, nói chung là cây kềm này anh em nhìn thấy cái nước sơn của nó nhìn còn đẹp nguyên nha. Đó, nước sơn còn đẹp nguyên. Đó, lưỡi cắt của nó là nói chung là cây này chắc họ chưa xài. Đó, răng nè. Đó, răng nè. Cái phần lưỡi cắt của nó thiết kế rất đẹp nha. Đó, em nhìn thấy không? Phần lưỡi cắt thiết kế rất đẹp. Cây này thì dài là tầm khoảng 21 cm nha. 21 cm. Đó, là một size kềm 21 cm thì kềm này cũng tương đối gọi là lớn rồi nha.
Đó, thì cây này bán giá 350 nha, 350. Lưỡi cắt còn đẹp nguyên nha, không hở sáng nha, lưỡi cắt không hở sáng. Đó, mã số 13 350. Hãng của nó là BTC nha nè, hãng BTC MB200. Đó. 14 là một cây lấy dấu của Kagawa nha. Kagawa. Một cây lấy dấu đây, đầu nó còn đẹp nguyên nha. Đấy, đầu nó còn đẹp nguyên. Ở trên đây cái vết gõ của nó thì nó có một vài vết gõ nha. Nó có một vài vết gõ trên đầu thôi. Đó, thì cây này chiều dài là 16.5 cm nha. Đó, một cây lấy dấu. Đó. Thì anh em muốn lấy dấu gì đó, anh em đục, anh em khoan gì đó thì anh em sẽ dùng cái cây lấy dấu này nha. Nó rất là tiện lợi cho anh em cơ khí hoặc bên ngành gỗ gì, nói chung là xài rất là nhiều ha. Cái đầu này của nó bằng thép hợp kim cho nên anh em xài rất là bền bỉ nha. Đó, một cây lấy dấu của Kagawa. Mã số của nó là mã số 14, mình bán giá 160.000 nha. Mã số 15, đó là một cây kềm điện của Engineer. Đó, cây kềm này thì lưỡi cắt nó rất là tốt nha. Mấy cái dòng của Engineer này thì nhiều khi anh em cắt dây điện là bình thường, còn cắt nhiều khi anh em cắt đinh nhỏ vẫn là vô tư luôn. Đấy. Lưỡi cắt thì còn đẹp nguyên nè. Thường mấy cây này thì ít bị hư lưỡi cắt nha. Đó, Make in Japan Engineer. Nói chung là thông tin trên đây rất rõ ràng. Đó, kẹp tròn nè, kẹp dọc nè, kẹp ngang nè. Đó, đấy được ha. Đó, lưỡi nè, mũi nè, của Engineer. Rồi, cái này thì chiều dài là 16 cm nha. Đó, vỏ nhựa thì còn ok nguyên. Đó, anh em thợ điện có cái cây này thì xài rất là tiện lợi nha. Ốc tuông đầu, ốc gì mình nói chung là bị tuông đầu hay gì đó mình kẹp được hết ha. Đó, thì cây này bán giá 250, mã số 15, 36-15. 36-16 bán giá 200, đó là một bộ comba. Bộ comba nha. Bộ comba của nói chung là có thông tin chữ nhật thôi mà mình cũng không biết được. Đó, nó có hai cây nha. Đó, nó có hai cây nguyên bộ. Ở trên đây thì nó có mấy cái thước ở trong đây đó nè anh em. Nó có thêm mấy cái thước ở trong đây nữa nè. Đó, mấy cái thước luôn ha. Thước hai cái thước góc và một cây thước thước pin dạng nè. Đó. Đó, cái này anh em bên ngành mộc á, đôi khi mình gõ mình vẽ cái gì á thì cũng có ha. Đây là cái hộp bút chì của nó nằm giữa nè. Bộ comba cơ khí. Rồi, bộ này bán giá là 200.000 nha. Đó, một cặp hai cây có nguyên vỏ. Đó, 36-16 nha. 36-17 đó là một cây cần lực đầu 3/8. Ở trên đây mình có một cái đầu chuyển cho anh em luôn. Đó, đầu chuyển của Ton. À, đầu này thì chuyển từ 3/8 sang 1/2. À, anh em có sẵn rồi ha. Anh em muốn xài đầu 1/2, 3/8 gì cũng được. Đấy, ở trên đây thì nó có cái giải lực của nó này. Anh em có thể bấm Koken Canon 450 nha. Thì nó sẽ ra cái lực của nó thôi, nó ra cái thông số chỉnh lực của nó hết nha. Đó. Nói chung là anh em nào cơ khí mà đã nhìn cái này là biết rồi ha. Đó, thì để anh em vặn mà cái lực của nó cố định á, thì anh em chỉnh. Đó, thì anh em chỉnh vô cái giải lực ở trong đây nha. Đó, thì nó sẽ đó, lực tối đa của nó là max là 450 kg ký nha, 450 ký. Đó. Còn rất đẹp nha. Đó, một cây cần chỉnh lực tự động của Canon. Đó. Rồi, đó, cái đầu này thì mình tháo rời ra được nha. Đó, mình tháo rời ra đầu nối thôi, mình chỉ là một cái đầu nối thôi cho anh em thôi nha. Để anh em thích xài đầu khẩu 1/2 hoặc 3/8 đều được nha. Đó, thì mình ráp đây có sẵn cho anh em luôn. Đấy, một cây. Đó, cái này xài rất tiện lợi nha. Đó, anh em có thể canh lực rất là chính xác. Đấy. Rồi, cái này bán giá 700 nha, mã số 36-17 nha anh em. 36-18. 36-18 là một cái để cho anh em sửa vặn lấy ba con ốc mà nó bị tuông đầu đấy.
ha. Thì trong xưởng hoặc cái gì, nơi phòng cơ khí của anh em mà lâu lâu nó bị gặp những có tình trạng mà con ốc của mình vặn nó bị quá tay hoặc cái gì đó, nó không có đúng thế đó, nó bị lệch á, mà nó bị tuôn đầu á, hoặc là mình vặn mỏ lết không được nữa, thì mình sẽ xài cái con này nha. Mình sẽ xài cái cây này để mình mở cái ốc ra. Thì cái con ốc này nó cũng khá lớn nè, nó mở được cái đường kính là tới 3 cm lận. Đó thì ốc của nó chắc tầm khoảng 20 22 23 trở lại nha. Đó thì nó tầm khoảng cỡ đó đó. Đó rất tiện lợi nha. Đôi khi mình gặp những cái trường hợp đó thì mình có những cái này mình xài thì nó cũng giúp anh em đỡ gặp những cái rắc rối, và nó nói chung là nó được việc cho mình nha, đỡ phải chạy tới chạy lui rồi suy nghĩ cái này suy nghĩ cái kia. Đó, rồi cái này bán giá 230.000, mã số 18 nha. 18. 36/18. 36/19, đó là một con dao sinh tồn. Một con dao sinh tồn Made in Japan. Đó, Made in Japan. Ở trên đây nha. Đó, thép của nó hình như nó là thép không gỉ đó anh em. Thép không gỉ ha. Con dao này thì thích hợp cho anh em đi làm sinh tồn hoặc là đi vô rừng hoặc cái gì đó đi câu chẳng hạn nha. Đó, thì cái lưỡi rái răng lưỡi dao của nó thì nó vừa là dạng dao lưỡi bằng và vừa răng cưa, cho nên khi anh em cắt một cái nó vừa khứa, một cái nó vừa cắt, cho nên nó cái vết nó vô rất là nhanh nha. Đó, nó vết vô rất là nhanh, đặc biệt là khi mà anh em đi cầm anh em chém những cái dây á, cái dây leo cái gì đó cực kỳ là bén nha. Đó, và nó chém cực kỳ là hiệu quả luôn. Đó, stainless steel, gọi là thép kháng rỉ ha. Đó, Japan. Đó, Japan mình là đánh bóng cho anh em hết rồi nha, và cũng đã mài bén cho anh em rồi. Đó, cây này thì khá lớn nha. Tổng chiều dài của nó là hơn 30 cm, nó tầm 31-32. Đó, thì anh em cầm này rất vừa tay nha, rất là ôm tay anh em. Đó, rất là ôm tay anh em. Rồi cái này mình bán giá là 600.000 thôi nha. Mã số của nó là 36/19, phần cán này làm bằng cao su nha. Đó thì cái này anh em về làm cho nó thêm một cái bao da nó thì rất là đẹp nha. Làm thêm lên một cái bao da nó thì rất là ok. Đó, trên đây nó có một cái phần để anh em móc đây. Đó, 36/19 600. 36/20, đó là một cây dao rừng. Nói chung cây này thì nói chung là mình cũng tuyển thôi. Mấy cây dao này đời này thì thường á, dao rừng dao chặt kiểu này thì mình chỉ bán giá nó tầm khoảng 4-500 ha, 4-500 thôi. Nhưng mà nếu cây nào thì mình chữ nó đẹp đẹp hoặc là mình tuyển á thì nó giá nó hơi cao một tí xíu nha. Đó, chữ rất đẹp cho anh em sưu tầm nha. Thép của nó là thép 3 lớp nha, thép 3 lớp. Đó, ốp kháng gỉ hai bên và cái lớp thép ram đen ở hai bên nó vẫn còn nha. Đó, anh em nhìn thấy lớp ram đen hai bên vẫn còn. Đó, chữ ha. Chữ rất nhiều ha, cho anh em sưu tầm. Đó, dao này thì mình đã mài bén cho anh em hết rồi nha. Đó, anh em nói chung là cắt giấy thì bao cắt giấy luôn. Đó, mấy cây này thì thép nó cũng khá tốt cho nên anh em thấy xài nó cũng giữ bén ha. Cái này thì anh em thích hợp cho anh em mua về chặt thịt heo, chặt xương heo, xương bò vô tư nha. Đấy. Cây này thì nó dài, chiều dài lưỡi của nó tầm khoảng 13.5. Bản của nó là 7 ha. Đó. Nó dày tầm khoảng 9 ly. Đó, mấy cái này thì anh em nặng khoảng 800 gram ha, cầm rất là vừa tay. Đấy. Vát hai bên luôn, lưỡi vát hai mặt ha, chặt rất là ngon. Cán của nó thì cái màu gỗ nó vậy thôi, cái màu gỗ nó ra cái màu này thôi ha, chứ còn gỗ của nó thì mình thấy nó cũng còn cán nó còn chắc lắm. Đó. Rồi cái này bán giá 700 nha, mã số là mã số 36/20. Đó, một cây dao rừng chữ rất đẹp. Một cây dao chặt chứ. 36/20 700. 36/21 cũng là một cây dao chặt, thì nói chung là cái mấy cây này thì mình cũng tuyển thôi ha. Đó, cây này thì nước ram đen tất cả mọi thứ, chữ cũng đẹp nữa. Đó, anh em thấy không? Nước ram đen ở trên đây còn luôn nha. Đó, thì cây này chiều dài lưỡi của nó là 15. Đó, bản của nó là 7,5. Nó dày khoảng 8 ly nha. Đó, 8 ly. Con này cũng là lưỡi vát hai bên và thép là thép 3 lớp nha. Mình cũng đã mài bén rất bén cho anh em rồi. Nói chung là cắt giấy vô tư. Đó, cán thì còn chắc chắn nè. Cán cái màu nó còn chắc chắn nha. Đó, chữ nè. Chữ khắc thủ công bằng tay nha. Đó, có giá trị sưu tầm cho anh em. Đó, thép mấy cái này cũng khá ổn nha. Mã số 21 700. 36/21 nha. 36/22, đó là một cây mỏ móc. Cái này thì anh em chỉ về chỉ việc thọt cái cây vô là anh em xài thôi. Đó, và mấy cái dòng thép này, nói chung cây này thì mình đã mài rất bén cho anh em rồi nha. Mài bén cực kỳ cho anh em rồi, anh em về chỉ việc xài thôi nha. Đó, ở trên đây có cả nhiều cái
nhiều cái chữ nghĩa rồi về mặt trăng hay đâu vậy ha. Thường mấy cái dao rìu mà anh em để có cái mặt trăng và ngôi sao này thì thép của nó khá bén nha. Và cái dòng mấy cái dòng này nó thuần thủ công, nó thuần thủ công cho nên anh em nhìn cái bên ngoài của nó nhìn có vẻ như nó không có được được nói chung là nó làm hoàn toàn bằng tay đó, gần gần kiểu giống như vậy. Cho nên anh em nhìn bên ngoài của nó hơi xấu xí một tí xíu nha. Đó, nó hơi xấu xí một tí xíu. Chiều dài lưỡi của nó là 15.5, bản của nó là 6 và nó dày tầm khoảng 1 cm mà nó mỏng dần nha, 1 cm ở đây và nó mỏng dần ra tới đây. Ở trên đầu lại dày. Đó, anh thấy không? Đó, mấy cái này thì anh em xài rất là bền nha. Đó, anh em chỉ việc thọt cái cây thôi, về việc lấy cái cây á, anh em tùy anh em muốn xài cây dài hay cây ngắn ha, anh em cứ thọt vô đây rồi anh em chặt thôi. Đó, thép mấy cái này đời cũ, thép nó rất là tốt nha, thép 3 lớp nha anh em. Đó, mấy cái này đời cũ nên thép rất là tốt nha. Đó, rồi cái này bán giá 550 nha, một cái đầu dao rừng đầu móc chặt mã số 22 đó, một cái dao rừng nói chung là đời nó đời cũ nha, xài thép rất là tốt. Mã số 22 550. 23 đó là một cái rìu, size rìu lớn nha. Đó, cây này thì lưỡi của nó là 14 nha, lưỡi của nó là 14 cm, cái lưỡi này nè, và chiều cao này là 16 cm. Cái rìu này size lớn, cái rìu này tới là 1,6 kg lận nha anh em, 1,7 kg lận. Cho nên anh em chặt cái này thì phải chặt bằng hai tay, và chữ ở trên đây anh em nhìn thấy rất đẹp nha, chữ khắc thủ công bằng tay. Cái form của cái rìu này thì đây, anh em nhìn thấy nó còn rất là nguyên bản nha. Đầu nó này, đầu nó ha, cán rất dài nha, cán rất dài, cán của nó thì nó tầm khoảng 70 cm nha anh em, nó hơn nửa thước nha, cán rất dài. Đó. Cái cây này thì anh em về treo lên tường hoặc là làm gì đó chặt ha, bộ củi hoặc là chặt cây bằng hai tay á, thì cái này nó gọi là rìu hạng nặng rồi, cho nên thành thử ra mình phải cầm bằng hai tay thôi, mình bựa củi cái gì cũng được. Nửa rìu này mình mài bén lắm rồi nha anh em, mình không có giấy ở đây, giấy cắt được nha. Đó. Rìu mình mài cắt cắt giấy cho anh em luôn. Đó. Thì anh em xài một thời gian thì tất nhiên là nó lưỡi của nó sẽ nói chung là bựa rất là vô tư nha. Đó. Tại mình thích mài bén cho anh em vậy đó. 3 lớp thép nha, 3 lớp thép có rãnh ở giữa nha. Đó, có rãnh chịu lực. Đó. Họ chêm bên đó, họ chêm bằng miếng miếng tôn luôn nha, bên Nhật đó. Rồi cái này thì mình bán giá là 1,1 triệu nha. Đó, anh em cứ chuyển khoản thì báo ship cái này, cái rìu lớn. Đó, cầm hai tay nha. Đó, cầm hai tay để bựa củi hoặc là chặt cây lớn. Đó, 1,1 triệu. Mã số 36/23. 36/24 là một cái lưỡi móc hình mặt quỷ. Đó, anh nhìn thấy không? Hình mặt quỷ nha. Đó, cây này thì nó cũng là dòng thép đời cũ nha. Hiện tại mình về được một cái lô móc như thế này. Thì nó là cái dòng thép đời cũ nha anh em. Đó, thành thử ra là anh em nhìn thấy chất thép nó khá là ổn. Cái lưỡi này là lưỡi lớn nha, lưỡi lớn, chiều dài lưỡi tới 17.5 lận. Đó, nó gần bằng một con dao rừng ha, gần bằng một con dao chặt. Chiều dài bề rộng của nó là 7 cm, nó dày là 1,2 cm, mỏng dần nó tới đây rồi lại dày ở đây. Đó. Lưỡi rất bén nha, lưỡi rất bén. Đó, hình mặt quỷ nè. Đó, form của con lưỡi dao này thì còn đẹp nha. Đấy, form của lưỡi dao còn đẹp. Đó, cái này anh em về anh em chỉ thọt cái cây vô, cây dài hay cây ngắn để anh em xài thôi ha, lỗ tròn nè, anh em thọt cây dài hoặc cây ngắn để anh em xài thôi. Đó, thì mấy cái lưỡi này thì mình hàng nó tuyển chọn cho nên thành thử ra giá nó hơi cao một tí xíu nha, mình nói để cho anh em hiểu. Chứ còn mấy cái lưỡi bình thường á, bình thường mình chỉ bán với tầm khoảng giá nó còn nửa giá cũng có nữa nha, nửa giá cũng có, còn cái gì mà nó hàng nó chọn lọc tí xíu thì giá nó hơi cao một tí xíu đó. 36/24 650 nha. 36/25 đó là một cây dao chặt. Đó, một cây dao chặt lưỡi bát một bên, 2 lớp thép nha. Cái này bán giá là 330. Đó, cái này thì cán cùng tất cả mọi thứ nó còn chắc chắn nha. Đó, chiều dài lưỡi là 17 cm, bản 4.5 và nó dày là 5 ly. Đó, con này thì thích hợp anh em chặt nha, chặt cây chặt đồ gì hạn. Con này thì anh em chặt cũng thoải mái nha, lưỡi thì mình đã mài bén cho anh em rồi, vì xài thôi. Đó, chữ nè, chữ khắc thủ công nha, chữ khắc thủ công trên bề mặt đó, lưỡi vát một bên.
Con này thì anh em xài trong gia đình, anh em xài nói chung là lặt vặt anh em chặt thoải mái nha. 36 gạch 25 330. Ba mươi sáu gạch hai mươi sáu một cây dao dao rừng, cũng là một cây dao chặt thôi, chiều dài lưỡi là 18.5, hơi dài nha, bản 5 và nó dài là 6 ly. Đó, 6 ly. Con này cũng là hai lớp thép nha anh em, hai lớp thép. Đó, cán, nói chung lưỡi dao mình làm trắng cho anh em hết rồi nha. Đó, chữ ha. Con này thì cán nó còn chắc chắn nha, cán nó còn rất là chắc chắn, anh em mua về chỉ việc xài thôi. Thép mình đã nói chung là lưỡi dao là mài bén rồi. Đó, cái này thì bán giá 400 nha, mã số là 36 gạch 26. 36 gạch 27, đó là một cây mỏ lết đen, mỏ lết thép đen của Mitsubishi nha. Cái này thì đây, miệng của nó nè. Cái này thì bán giá 350 nha, Mitsubishi thép đen nha. Đó, 350. Dài của nó là 30cm nha, dài 30cm. Đó, miệng còn đẹp nha. Rồi, cái này bán giá 350, mã số 27 nha. 36 gạch 27 350. 36 gạch 28 là một cây mỏ lết của Basco Thụy Điển nha. Đó, cái này thì mình bán giá là 350 nha. À 330 nha, 330 một cây mỏ lết ở Basco Thụy Điển 10 in nha, 10 in made in Sweden. Cái này thì cái lúc mà mình kẹp nó vô thì nó không có vô hết được nha. Có lẽ nó bị cái gì đó mình cũng không có thời gian để mình chỉnh lại được. Đó, nó chỉ hở nó vô được tới đây thôi. Nó gần sát thôi chứ nó chưa có vô sát hết được nha. Đó. Còn lại thì nó ok. Đó, ngàm không có rơ lắc gì nha. Đó, nó ít rơ lắc. Nó chỉ bị cái tình trạng đó thôi, nó bị mỗi một chỗ đó thôi nha. Còn lại là ok. Đó, hàng của Basco thì mấy anh em biết rồi ha. Đó, có rất nhiều anh em tìm kiếm những cái loại mỏ lết như thế này. Đó. 36 gạch 28 330. 36 gạch 29 là một cây mỏ lết Mitsu 15cm 6 in thép đen Thụy Điển ở thép đen nha. Đó. Nó dính một chút xíu sơn ở đây nha. Đó. Cái này bán giá là 130.000, mã số là mã số 29 nha. Đó, ngàm lên nha. Rồi 130, mã số 29 nha. Cái dòng này thì anh em mua để bổ sung những bộ sưu tập của mình. Rồi, 36 gạch 30 đó là một cây mỏ lết 4 in của Basco Thụy Điển luôn. Cây này thì nhìn nó nhỏ vậy thôi chứ thực ra rất là nhiều anh em tìm kiếm vô để bổ sung vô cái sưu tầm của mình á. Nó nhỏ, nó rất là khó kiếm nha. Đó, Basco Thụy Điển. Basco 969 4 in. Đó. Rồi cái này bán giá 130.000 nha. Đó, hai mặt này. 130.000, mã số của nó là mã số 30 nha. 39 gạch 36 gạch 30. 36 gạch 31 là một cây mỏ lết của Mỹ, Roto nha. Đó, Roto của Mỹ. 6 in. Đó, USA nè. Miệng thì còn khít nha. Đó, miệng nó còn khít nè. Rồi, cái này bán giá là 230.000 nha. Mã số của nó là mã số 31 nha. Mã số 31. Miệng còn đẹp nha. Mã số 31. 36 gạch 31 230. 36 gạch 32 đó là một cây dây móc, một cái móc thủ công chuẩn của Nhật nha. Đó, cái này thì móc anh em thích hợp cho anh em xài ở nhà để anh em dịch cành trên cao đó. Thì cái này thì anh em chỉ về việc nối cái cây vô đây thôi ha, tùy theo cái cây của nhà mình. Với lại nối thêm một cái sợi dây ở đây nữa để anh em dịch nha, anh em dịch nó xuống nè. Anh em dịch nó xuống thì cái cây này cái lưỡi này anh em có thể cắt được những cái loại cành tầm khoảng 2cm trở lại nha, 2cm trở lại. Những cái này thì nó dòng thép thủ công của Nhật ha, cho nên là nó bén, nó giữ bén cũng rất là lâu nha. Đó, chữ nè.
chữ ha. Lưỡi cắt của nó thì cũng còn bén nha anh em. Anh em xài cái này nói chung là rất là bền bỉ. Đó, lò xo nó tự động nó nhảy lên cho anh em luôn. Đó, lò xo này nói chung là mình thấy nó đàn hồi khá tốt nha. Đó, đàn hồi khá tốt. Đó, rồi cái này bán giá 550 nha. Cái này anh em về nhà mua cái đầu này về nhà thôi, rồi mình lối vô cái cây tre cây trúc nhà mình đó. À, tùy theo cái mức độ nhà mình muốn cắt cái cây 3m hay là 4m thì mình cứ chặt cái cây của mình vô mình nhét cho thôi. Đó, mã số 32 550 nha. Đó, cắt cành khoảng 2cm trở lại nha. Đó. 32. Rồi 33. 33 là một cái cờ lê đôi chuột, một cái cờ lê đôi chuột. Một cây đuôi chuột đây, gọi cờ lê thì nó cũng rườm rà. Một cây đuôi chuột của Super nha. Đó, đầu của nó 14 và một đầu là 17. Đó, cờ lê đuôi chuột tự động nha. Đó, nghe tiếng nó rất giòn nha. Nói chung là cây này thì cũng còn đẹp nha anh em. Đó, nó gần như nó cũng bị chóc xi tí xíu thôi, chóc sơn nhẹ, sơn đen bên ngoài nó phai một tí xíu thôi. Ở cái này bán giá 170.000, mã số là 33 nha. 36-33. 36-34 thì cây này nó là một đầu 13, một đầu 17. Cái cây vừa rồi là 14-17, cái này 13-17 nha. Đó thì cây này là tình trạng người ta chưa có xài, người ta lưu kho xong rồi người ta bỏ ra bãi luôn nha. Đó, hàng của Super, nước sơn đen nước nó còn nguyên nha. Đó, hàng này chưa xài. Rồi cái này giá 170 luôn nha. 34 nha anh em. Đó, 33, 34 đều 170 hết. 35. 35 là một viên đá mài của King, độ rít là 1000, nó tầm 1000 đến 1200 đó ha. Cũng còn khá là dày nha. Đó, thì cái độ dày của nó tầm khoảng 3 cm. Đó, nó 3 cm nha và chiều dày của nó là 20.5. Đó, thì cái cục này bán giá là 600.000 nha. Mã số của nó là mã số 35 nha, một cục đá mài King nội địa của Nhật để cho anh em mài dao nha. Đó, cây này anh em mài dao thì nói chung là rất là ok, tách vân tách lớp cũng được nha. Đó, đá mài của Nhật nha, King, hãng King nha. Rồi cục này bán giá 600, mã số 35 nha. 36-35. 36-36 là một con dao người ta xài xong cái đầu người ta cắt cái đuôi á, cắt cái cán người ta hủy cho nên nó còn mỗi lưỡi thôi. Cây này thì mình không lầm là nó là thép nguyên khối nha, tại vì mình mài mình không có thấy nó tách lớp gì hết, nó là nguyên khối các bạn. Cái dáng này là dáng nguyên bản nha nha, nó là dáng nguyên bản luôn chứ không phải là mình mót lại ha. Đó là dáng cái cây dao này nó kiểu đó lại luôn. Cái những cái dòng dao mà anh em để ý, cái cán này là những con dao rất xịn nha, những con dao rất xịn ở bên Nhật đó, những con dao chặt dao rừng á ha. Đó, một cây dao của là nghề Tosa. Con dao này thì hai lớp thép, nó ba lớp nhầm, một lớp thép nhưng mà nó vát hai bên nha, nó vát hai bên. Đó. Còn bên đây thì nó gạch nguyên một cái đường này để cho anh em nhiều khi có gõ xuống thì nó chịu lực đều trên lưỡi dao. Đấy. Cái dáng này thì nói chung anh em nhìn thấy rất là ok nha. Cái dáng này thì mình thấy nó cũng đẹp. Đó. Cái dáng này nguyên bản nha, chứ xin nhắc lại nha anh em là dáng này nguyên bản chứ không phải là mình cắt ra mình làm kiểu này nha anh em. Đó, cho nên là cái chất thép của nó cũng khác. Đó, và thép của nó là mình thấy nó không có tách lớp, mà nếu như nó là nguyên khối á thì phải nói là cái này rất là ok đó nha anh em. Đó, hàng thép nguyên khối phải nói là rất là ngon. Chiều dài của nó là 18.5 cm nha. Đó, 18.5. Bản của nó là 4.5 nha. Bản của nó tầm 4.3 chứ. Tầm 4.3 đó. Con này thì nó dày tầm khoảng 5 ly á. 5 ly nha. Cái này anh em chịu về mót cho nó thêm một cái cán nữa thì cũng khá là đẹp nha. Đó. Mình ở đây mình đã làm cho anh em nó trắng rồi, mình nói chung là mài bén rất bén cho anh em rồi nha. Đó. Mài rất bén cho anh em rồi, chỉ về nói chung anh em làm thêm mấy cán nữa là đẹp thôi. Rồi cái này bán giá 1 triệu nha, mã số 36-36. 36-37, đó là một cây cưa của Gomboy.
Cây cưa này là chiều dài lưỡi cưa là 21 cm, lưỡi cưa còn rạm tay lắm nha anh em. Đó, nó bám rất bám tay nha. Đó, lưỡi cưa 21 của hãng Gomboy. Gomboy thì nó nói chung là hãng cưa này thì nổi tiếng rồi. Đó. Make in Japan. Đó, anh em nhìn thấy không? Cán cao su còn đẹp nha. Đấy, cán cao su còn đẹp nguyên. Đó, make in Japan. Một cây cưa Gomboy. Cái cưa này anh em bonsai xài nhiều nha, bonsai hoặc là anh em thợ mộc, thợ hồ gì đó, thợ mộc ha, xài nhiều. Đó, lưỡi cưa của nó rất là tốt nha. Lưỡi cưa này dài 21 cm. Đó. Rồi cái này bán giá 350 nha, mã số 37. 36-37 350. Rồi thì clip của mình tới đây hôm nay là tất cả, mình có số 37 mã nha. Thì anh em là cứ mua mã nào thì cứ nhắn tin về số điện thoại mình có để trên tiêu đề. Thì tất cả những cái mã nào còn đó mình sẽ cập nhật tin tiêu đề luôn. Cho nên anh em cứ coi clip rồi anh em xem lại cái mã đó coi có còn hay không nha. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của mình. Xin chào, hẹn gặp lại.